Là đen đủ nay đi nửa ngày, bây giờ là 3 giờ chiều, trời bắt đầu có dấu hiệu mưa. Chúng tôi phải đi chuẩn bị củi. Ngoài cái việc chuẩn bị kè để lợp ra thì phải đi chuẩn bị củi. Và tối nay sẽ là chương trình bắt cá theo con sông, con suối này. Này cá rất là nhiều vậy nha các bạn. Đấy, mấy 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 người kia đang chặt cái cây khô này để về, tối về đun củi nhá, tối về lấy củi đun. Đấy, đây là con suối chính này, con suối nhỏ này là chảy, con suối nhỏ này chảy ra đây mới là con suối chính. Đấy, hai anh xong gặp nhau ở đây. Ok.